Trồng cây này trước cửa nhà, bảo sao nghèo bền vững, làm mãi không giàu, cả nhà ốm đau triền miên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cây xanh là một món quà tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Cây xanh có thể giúp lan tỏa cái bóng mát, thanh lọc không khí ở trong nhà ở và sẽ giúp cho cái mái ấm của gia đình bạn luôn tràn đầy cái không khí tốt lành. Chính vì vậy, nhiều người thường ưa chuộng cái việc trồng cây xanh trước cửa nhà để hòa mình vào cùng với thiên nhiên, cùng với đất trời. Tuy nhiên, hiếm ai mà biết rằng mỗi loại cây lại mang một cái ý nghĩa phong thủy khác nhau. Có những cái loại cây nó giúp thúc đẩy cái yếu tố phong thủy trong nhà ở, nhưng ngược lại, cũng có những không ít loại cây nó mang cái ý nghĩa xấu, tuyệt đối không nên được trồng trước cửa nhà, kẻo tán gia bại sản, rước họa vào thân. Vậy, đó là loại cây nào mà nguy hiểm đến vậy? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị có thắc mắc tại sao nhiều người lại ưa chuộng trồng cây xanh trước cửa nhà hay không ạ? Thứ nhất, cái khu vực trước cửa nhà là một trong những cái khu vực trọng yếu mà gia chủ cần chú ý khi mà muốn trồng cây xanh. Và nó hoàn toàn có thể giúp gia chủ gặp nhiều cái may mắn khi mà chọn đúng cái loại cây, trồng đúng nơi, đúng chỗ. Thứ hai, cái khu vực trước nhà là cái khu vực giao thông của nhiều cái loại luồng khí khác nhau. Nếu mà chọn đúng loại cây hợp với bản mệnh của gia chủ thì nó sẽ giúp hấp thụ những cái nguồn năng lượng tốt, những nguồn luồng khí tốt, mang lại tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ. Thứ ba, không xét về mặt phong thủy thì dù bất cứ các loại cây nào thì cũng sẽ giúp thanh lọc cái không khí và thanh lọc, cải thiện cái không gian sống của chúng ta. Thứ tư, cây cảnh cũng là cái vật trang trí phù hợp cho nhiều cái ngôi nhà. Không những vậy, nó còn mang lại cái vượng khí vô cùng tốt lành cho căn nhà của bạn. Để mang lại cái hiệu quả tốt nhất thì gia chủ cần tránh các loại cây không nên trồng trước cửa nhà trong phong thủy. Tốt nhất là nên lựa chọn dựa vào cái bản mệnh và sở thích để chọn những loại cây phù hợp nhất. Có rất nhiều cái loại cây phong thủy có thể lựa chọn để trồng trước cửa nhà trong cái không gian sống của nhà mình. Thông thường thì chúng ta có thể lựa chọn bất cứ cái loại cây xanh nào vừa phù hợp với cái sở thích và nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, trong số đó có những loại cây không nên trồng trước cửa nhà bởi chúng có thể ảnh hưởng đến tài lộc và mang lại những điều xui xẻo, đen đủi cho cả gia đình. Và dưới đây là 5 loại cây mang cái ý nghĩa xấu trong phong thủy, tuyệt đối không nên trồng trước cửa nhà, kẻo rước họa vào thân. 1. Cây mít. Thưa quý vị, ông cha ta thường nói, cây mít có ma, cây đa có thần. Chính vì thế, khi trồng cây mít ở trước nhà sẽ thu hút cái tà khí, là nơi trú ngụ của nhiều hồn ma. Và đây cũng hoàn toàn không tốt cho sức khỏe và cái tinh thần của các thành viên trong gia đình. Trong bách khoa phong thủy thì cây mít là loại cây quen thuộc được trồng ở các ngôi đình, đền, miếu, phủ, chùa, chiền. Và dù ở chùa hay là ở đình ý, thì cũng để hợp với phong thủy thì mít cũng chỉ được thường khuyên là trồng ở trong vườn phía trước hoặc là vườn phía sau hoặc là ở hai bên chùa, chứ không bao giờ trồng phía trước cửa chùa. Vì trong phong thủy, cái cây mít nó tạo ra cái năng lượng tiêu cực, không nên trồng trước cửa nhà nhằm hạn chế những cái điều không may mắn nó xảy ra. Cây mít thuộc giống cây đại thụ thân gỗ, thông thường thì kích thước lớn từ 8 đến 15 mét. Có nhiều cái tán lá rậm rạp nên trồng cây mít trước nhà là không hề tốt. Nó cản trở cái dương khí, cái nguồn năng lượng, nguồn ánh sáng mặt trời và ngăn chặn cái sinh khí lưu thông vào đại môn, tức là cái cửa chính của ngôi nhà. Trong khi đó, những chuyên gia phong thủy cũng khẳng định trước ngôi nhà cần phải thoáng, rộng, không bị che khuất tầm nhìn để giúp đem lại cái vận khí tốt lành cho gia chủ. Thì ngoài ra, mít cũng là một cái loại cây rụng nhiều lá, quả mít cũng dễ bị rụng và gây mùi hôi thối, dẫn dụ nhiều ruồi nhặng nó đến là không tốt cho sức khỏe của con người. Vì những cái nguyên do trên mà chúng ta không nên trồng cây mít trước cửa nhà. Nếu bạn yêu thích cái hương vị, cái vẻ đẹp cũng như là cái giá trị của cây mít mang lại thì các bạn hãy trồng ở vườn sau để tránh phạm lỗi phong thủy xấu. Đó là cây đầu tiên. Đứng thứ hai là cây dâu tằm. Quý vị thân mến, cũng giống như là cây mít thì cây dâu cũng được quan niệm là không nên trồng trước nhà. Cây dâu trong tiếng Hán đọc có nghĩa là từ tang, ví dụ như là một những người mà mệnh tang đố mộc, đấy, 1981 chẳng hạn. Vì vậy, người Việt thường hạn chế nhắc đến những cái từ liên quan đến tang tóc, bởi đó là tang ma, tang tóc và chết chóc. Biểu hiện của những cái điều không may mắn, chắc hẳn là các bạn cũng đã từng nghe đến những từ bị ma nhập, đến những người bị ma nhập đúng không ạ? Thì thường lấy cái que bằng cái dâu để đánh đuổi, để xua được tà ma. Vì vậy, theo quan niệm của phong thủy
Cái dâu thì kiêng chồng trước nhà để tránh những cái điều xui xẻo, tránh những cái điều đen đủi đến với gia đình nhà các bạn. Và nó cũng không phải là loại cây phong thủy tốt. Đứng ở vị trí thứ 3 đó là cây liễu. Thưa quý vị, trồng cây liễu trước cửa thì sẽ làm hao tài tốn của. Các bạn thân mến, phận liễu yếu đảo tơ được dùng để tả những cái người con gái có cuộc đời long đong lận đận, không được thuận lợi. Từ liễu khi đánh vần lại giống đồng âm với từ lưu, tức là gì? Tức là chảy, tức là đổ đi mất. Vì vậy, khi mà trồng cây liễu trong nhà, nhất là trồng ở trước nhà, sẽ khiến gia chủ gặp nhiều cái vận xui xẻo, hao tài tốn của và tài sản cũng sẽ đội nón ra đi. Hơn nữa, theo phong thủy, nếu trồng cây liễu trước nhà sẽ dẫn dụ âm khí đến cái ngôi nhà của bạn. Cây liễu thì thuộc phần âm và không có kết hạt. Đây là cái liên tưởng đến cái phần về con cái, tức là gì? Không có hậu vận về sau. Vì vậy, trong các loại cây không nên trồng ở trước nhà thì cây liễu cũng là một trong những loại cây mà các bạn phải hết sức lưu ý. Người ta chỉ trồng liễu trong công viên hoặc là trong những cái bờ hồ để tạo ra cái bóng xanh mát mà thôi, chứ không ai trồng trước cửa nhà cả. Thứ tư là cây xương rồng. Trồng cây xương rồng trước nhà sẽ hạn chế tài lộc của cửa nhà bạn. Xét các loại cây trong phong thủy thì xương rồng là loài cây có sức sống mãnh liệt. Trong cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, theo phong thủy cũng như là cái văn hóa cổ xưa thì cây xương rồng chỉ nên trồng trong nhà khi mà có đám tang hoặc có đám cháy. Cây xương rồng thì cũng như cây dâu hay là cây mít, đúng không? Nó thu hút cái âm khí, và không những thế, cây xương rồng còn ngăn cản cái tài lộc đến với ngôi nhà của chúng ta. Vì vậy, nếu mà các bạn không muốn cái công việc của mình nó bất ổn, cuộc sống của mình ngày càng trở nên khó khăn, thì cũng không nên trồng cái cây xương rồng trước cửa nhà. Nhưng các bạn có thể đặt một chậu xương rồng nhỏ ở phía ban công hoặc là ở trong nhà, lại có tác dụng ngược lại, thu hút được cái tài lộc và may mắn cho gia đình. Thứ năm là cây dương xỉ, không tốt cho sức khỏe của con người. Thưa quý vị, khi chúng ta lựa chọn trồng cây trước cửa nhà thì chúng ta không những cần chú ý đến cái tài lộc may mắn, mà bạn cũng nên chú ý đến cái sức khỏe của mình. Sức khỏe có tốt, có dồi dào thì mới có thể làm được nhiều việc, thực hiện được nhiều cái kế hoạch đặt ra. Vì vậy, trong số các loại cây không nên trồng trước cửa nhà phải kể đến cái cây dương xỉ, tránh ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bạn cũng như là các thành viên trong gia đình. Cây dương xỉ có tán lá xanh đẹp nên được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, trong dân gian ấy, thì cây dương xỉ được xem như là loại cây dẫn dụ tà ma nó về nhà, không mang lại cái sự may mắn cho gia chủ. Nếu mà xung quanh nhà bạn mà thấy có nhiều cây dương xỉ mọc, tức là ngôi nhà đó bị nhiều âm khí, và điều này thì không tốt cho sức khỏe cũng như là công việc của gia chủ. Vì vậy, các bạn nên kiểm soát cây dương xỉ nếu mà trồng ở trong nhà. Thứ sáu đó là chính là cây đa. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng cây đa đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Cây đa phát triển tốt, bóng cây đa thì to, rộng và tạo ra bóng mát. Nhất là với cái thời tiết oi ả, chúng ta thường thấy những cây đa được trồng ở nhiều sân đình, chùa, chiền hay là những nơi linh thiêng, hoặc là nơi đầu làng, chứ không bao giờ được trồng đa trước cửa nhà. Nhiều người quan niệm cây đa là loại cây không xung nạp với con người. Với cái hình dáng thân cây xù xì và thô, sẽ khiến cho địa hình của khu đất đó bị lồi lõm và làm mất cân bằng cái ngôi nhà của chúng ta. Hơn nữa, cây đa là cái nơi trú ngụ của nhiều âm khí, không tốt cho gia đình của các bạn. Vì vậy, cây đa là một trong những loại cây không nên trồng trước cửa nhà. Nếu các bạn định trồng thì hãy bỏ ngay ý định này đi. Hãy chọn lựa loại cây khác phù hợp hơn, tốt cho phong thủy để trồng trước nhà các bạn. Quý vị thân mến, các loại cây được trồng trước nhà không chỉ đem tới cho cái không gian sống nó thêm phần xanh mát, mà còn mang đến những cái ý nghĩa về mặt phong thủy. Lựa chọn cây trồng trước nhà phù hợp sẽ giúp các bạn mang lại nhiều cái may mắn, mang lại nhiều cái tài lộc và bảo vệ cho gia chủ khỏi những cái điều không may mắn, tránh được những cái mâu thuẫn không đáng có. Nếu như bạn vẫn đang băn khoăn không biết nên trồng cái gì trước cửa nhà để đem lại cái tài lộc, lại vừa mang lại cái không gian xanh mát, thì các bạn có thể tham khảo những loại cây sau đây tôi sẽ chia sẻ tiếp tục cùng quý vị và các bạn. Một là cây ổi. Cây ổi thuộc loại cây bóng mát và giúp điều hòa cái không khí, vừa che nắng hiệu quả, lại vừa đem đến cái không gian nó mát mẻ trong lành. Ngoài ra thì hiện nay rất nhiều cây ổi được tạo dáng là bonsai với kích thước khác nhau và làm tăng thêm cái tính thẩm mỹ, làm đẹp cho cái cảnh quan của trước cửa nhà bạn. Ở trong phong thủy, cây ổi tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, cho sự cứng rắn. Trồng cây ổi trước cửa nhà, gia chủ sẽ có nhiều cái cơ hội làm ăn, mang đến cái sự ấm no, đầy đủ và hạnh phúc. Như vậy, có nghĩa là trồng cây ổi trước cửa nhà là cái điều hoàn toàn nên làm.
Theo các chuyên gia phong thủy, cây ổi không kén người trồng. Vì thế, gia chủ tuổi nào, mệnh nào cũng có thể trồng được loại cây này. Thưa quý vị, trồng cây ổi trước nhà sẽ mang lại sinh khí dồi dào cho căn nhà của mình. Nhiều người thường ví sinh khí như một cô tiểu thư đài các, thích sự sạch sẽ ngăn nắp, thích hoa cỏ xanh tươi. Nên một căn nhà sạch sẽ, hoa nở bốn mùa, cây lá xanh biếc sẽ giúp thu hút sinh khí đó vào nhà. Còn chủ nhân thì nhìn thấy cái cảnh quan này cũng cảm thấy dễ chịu và hài lòng, muốn ở nhà được nhiều hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý những cây cao lớn như là cây nhãn, cây ổi, cây cam thì cần trồng phía bên trái hay bên phải hay là sau nhà. Hoặc là các cây thấp nhỏ như là cây ớt thì trồng bên nào thì xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Thứ hai, cây cao. Trồng cây cao trước nhà rất là tốt, bởi cây cao nó giúp tăng cái nguồn năng lượng dương, làm giảm cái năng lượng âm và ảnh hưởng đến cái ngôi nhà của các bạn. Nhờ đó mà mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Ngoài ra, theo các chuyên gia phong thủy, thì văn hóa người Việt thường có cái câu châm ngôn đúc kết từ những kinh nghiệm của ông bà ta. Trong đó có quan niệm là gì? Trước cau sau mít, hoặc là trước cau sau chuối. Là quan niệm kinh điển, là những cái kinh nghiệm để bố trí cái cảnh quan trong ngôi nhà đó là hợp lý. Trước kia, bởi ngôi nhà đa phần là quay về hướng Nam và các hướng lân cận như là Đông Nam, Tây Nam để đón cái gió mát, cũng như là để tránh ánh nắng phía Tây và gió lạnh ở phía Bắc. Cho nên, cái phần trước của ngôi nhà hay trồng các loại cây thân thẳng nổi bật như là cây cọ, cây dừa, cây thiên tuế, cây cao vân vân, để không ngăn cản cái nắng sớm và gió mát vào nhà, vừa là được cái dáng cao, thẳng và đẹp. Các căn nhà hiện nay dù đã có ít nhiều cái thay đổi về cái thiết kế, song cái quan niệm trước cao sau mít vẫn được giữ nguyên cho tới tận bây giờ. Vì thế một lần nữa có thể khẳng định cái việc trồng cao trước cửa nhà là hoàn toàn chính xác. Nhưng có một vấn đề là các bạn phải lưu ý chính xác lựa chọn về cái số lượng và vị trí trồng cây. Trong nghệ thuật cây trồng thì số cành, thân, lá thường lấy theo số lẻ, vì quan niệm phương Đông ấy cho rằng là số lẻ là số sinh, là sự trường tồn vĩnh cửu. Ngoại trừ số 2 là thể hiện cho sự hài hòa âm dương trời đất. Những cái số chẵn thì không nên sử dụng theo cái quan niệm là lão sinh lão bệnh tử. Để biết được nên trồng mấy cây cao trước nhà thì các bạn có thể tham khảo cái ý nghĩa của từng con số dưới đây. Sau đó quý vị sẽ lựa chọn cho mình những con số phù hợp. Số 2 thể hiện sự đối lập nhưng lại mang cái tính hài hòa bền lâu, thể hiện cái sự âm dương hòa hợp trong nhân gian. Số 3 thể hiện các mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, nét đẹp văn hóa truyền thống và cái quan hệ giữa trên dưới, giữa gia đình và với dòng họ. Và mong muốn con người có được cuộc sống như ý với thiên nhiên. Nó theo thuyết tam tài tức là gì? Thiên, địa, nhân. Tam tai có nghĩa là thủy, hỏa, phong. Tam đa là phúc, lộc, thọ. Đấy. Mong muốn con người được gì? Con cháu đề huề và nhiều tiền của, được sống lâu trăm tuổi. Dùng 3 cây hoặc là 1 cây có 3 tán hoặc là 3 cây cùng chung nguồn gốc thì cũng là mang lại những điều tốt lành. Số 5 thể hiện quy luật vạn vật của trời đất, thể hiện cái niềm tin của tôn giáo, thể hiện cái quy tắc cương thường của người con trai, thể hiện cái mong ước của con người được có một cuộc sống được tốt hơn. Số 7 thể hiện cái mong ước của con người đối với cuộc sống và với xã hội được tốt lành hơn và được cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Số 9 là số cửu phẩm, thể hiện cái ước mong của gia đình và dòng họ luôn được danh giá, cuộc sống của con cháu thì giàu sang phú quý, được cậy nhờ khi mà gặp khó khăn hoạn nạn. Với từng lý giải cụ thể ở trên ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được cho mình số cây cao phù hợp để trồng trước cửa nhà, tùy theo mong muốn và nhu cầu của bản thân. Thứ 3, cây tre, cây trúc. Các loại cây trúc có dáng thanh, mảnh, cao, ráo, làm cây phong thủy trước nhà rất phù hợp. Loại cây này mang cái nét mềm mại, dù gặp mưa, gió, bão bùng, dù trong điều kiện khắc nghiệt thì vẫn cứ đứng vững, hiên ngang. Do đó, trúc là cái biểu tượng của sự sống, của sự trường thọ. Nó còn là biểu tượng của sự đoàn kết bền vững, bởi trúc sống theo khóm, đấy, sinh trưởng rất tốt và sống ở được những nơi mà sất đất khô cằn rời đá. Cây trúc là cái hình ảnh của trời đất rộng dài, của gì? Của trường xuân vĩnh cửu. Trong phong thủy, trồng trúc trước nhà đem lại cái may mắn tốt lành và xua đi những điều xui xẻo, xua đi những cái vận xui của gia chủ. Dáng vẻ mộc mạc, thanh cao và cái thế đứng của cây trúc ấy, nó thể hiện cái sự sống bình yên và tao nhã. Trồng cây này trước nhà còn mang tới cái vận may an lành cho gia chủ. Trong tâm thức của người Việt, trúc với tre chính là hai loại cây biểu tượng cho sự may mắn, ngay thẳng, uy phong. Hình dáng thân cây thanh mảnh, cao ráo và chia làm nhiều đốt. Hai loại cây này thì cũng mang cái yếu tố, mang cái tố chất cốt lõi của người quân tử,
kiên trung bất khuất, dù gặp gió mưa bão bùng đi chăng nữa thì cũng vẫn hiên ngang. Chính vì vậy, trồng cây trúc trước nhà cũng có khả năng xua đi những cái rủi ro, đem lại những cái may mắn cho gia chủ. Cây trúc thì cũng dễ trồng, dễ chăm sóc và thích nghi tốt, nó cũng không chiếm nhiều diện tích. Suốt 4 mùa thì cây trúc luôn xanh tươi nên là rất phù hợp trồng ở trước cửa nhà. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng quan niệm khi đặt một chậu trúc trên bàn làm việc hoặc một trên bàn trong nhà sẽ giữ cho gia đình luôn được yên ấm, tránh được những cái xung đột không hay. Còn nếu mà đặt trúc trên bàn làm việc thì sự nghiệp sẽ được suôn sẻ, có nhiều may mắn và cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Đồng thời, cây cũng có khả năng là trừ tà rất tốt. Vì thế, từ lâu nhiều gia đình đã chọn trồng cây trúc trước nhà với cái ngụ ý là cân bằng âm dương, điều hòa không khí, mang đến cái may mắn, an lành cho các thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, cái việc lựa chọn cây nào phù hợp để trồng trước cửa nhà sẽ mang đến cho quý vị phúc lộc dồi dào, vạn sự hanh thông, thuận lợi như ý, phất lên như diều gặp gió đã được chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Từ giờ đến Tết, khó mấy cũng phải tìm được 4 loại cây này đặt lên bàn thờ để tiền bạc may mắn ùn ùn kéo đến suốt năm mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bàn thờ vốn được người Việt coi là cái thứ linh thiêng nhất trong nhà. Bởi đây là cái nơi thờ cúng tổ tiên, nơi con cháu bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Trên bàn thờ được bài trí rất nhiều thứ, với hy vọng sẽ làm cho thánh thần tổ tiên hài lòng mà ban phát cho lộc lá đến con cháu. Chính vì vậy, việc bày cây phong thủy trên bàn thờ ngày một trở nên phổ biến, nhất là trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Điều này sẽ giúp cho gia chủ chiêu dụ được tài lộc, mời thần tài gõ cửa và may mắn cũng theo đó mà sum vầy trong căn nhà của bạn. Trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 loại cây phong thủy nghe thôi đã thấy giàu, đặt lên trên bàn thờ thì tài lộc chiếu rọi, tiền tiêu 7 đời không hết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. 4 loại cây nghe đã thấy giàu đặt lên trên bàn thờ để chiêu dụ tài lộc. Thứ nhất, cây may mắn đầu tiên mà ai cũng biết đó chính là cây kim tiền. Tiền vàng vào như nước. Ý nghĩa của cây kim tiền trong cuộc sống bắt nguồn từ cái sức sống khỏe khoắn, dẻo dai trong mọi cái điều kiện thời tiết, nên cây kim tiền thường được mọi người trồng để trưng bày với mong muốn đạt được cái sự mạnh mẽ, kiên cường bất chấp khó khăn, bất chấp hoàn cảnh sống khắc nghiệt để vươn lên. Từ đó khiến cho con người luôn tràn đầy cái năng lượng, nhiệt huyết, không bị nản chí để thực hiện những cái quyết định quan trọng trong cuộc sống. Không chỉ thế, cây kim tiền còn là cái thể hiện, là cái hiện thân cho cái cuộc sống hạnh phúc, ấm no và đủ đầy. Vẻ đẹp xanh mướt, sang trọng cùng với cái tên kim tiền còn giúp cho loài cây này mang một cái vẻ đẹp của sự giàu có, thịnh vượng và màu mỡ. Có những cái ý nghĩa rất tuyệt vời dành cho các gia đình cũng như là gì, những người làm văn phòng. Vì vậy, cây kim tiền hay được mọi người trồng trang trí trong nhà hoặc là đặt nơi làm việc để nhận được những cái ý nghĩa tích cực. Đặc biệt là từ giờ đến Tết ấy, quý vị đặt cây kim tiền trên bàn thờ thì sẽ mang lại được cái lộc lá, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với gia chủ. Bây giờ chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của cây kim tiền trong phong thủy. Thưa quý vị, về phong thủy thì cây kim tiền là hiện thân của sự phú quý, phát tài và thâu thu cái tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, mỗi khi cây kim tiền ra hoa ấy, thì điều này được coi là cái sự may mắn của người trồng, bởi đây được xem là một cái dấu hiệu tốt, báo hiệu cái sự thành công đang đến gần với gia chủ. Hoa của cây kim tiền có màu trắng, tượng trưng cho cái sự tài lộc, thịnh vượng, đơm hoa kết trái, cho cuộc sống thêm no đủ, hạnh phúc và viên mãn. Mọi người thường cột lên cây kim tiền những cái sợi dây chỉ đỏ hoặc là những cái đồng tiền xu ấy, tiền xu ngũ đế để trang trí, cũng như là gì, cầu mong cho tiền tài, danh vọng, địa vị trong cuộc sống, cũng như là gì, sự giàu có trong tương lai. Những cái ý nghĩa tốt đẹp của cây kim tiền đã mang đến cho con người một cái năng lượng tích cực để luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, để đạt được cái thành công và đạt được những cái mục tiêu của mình. Chúng ta cùng xét đến quan niệm về cái ngũ hành tương sinh. Ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền thích hợp với những người mệnh kim và mệnh hỏa. Những người thuộc hai cái mệnh này thì thường có cá tính mạnh mẽ và sự kiên định trong mọi vấn đề của cuộc sống.
Thế nên khi mà trưng bày cái chậu kim tiền trong nhà ấy, và nơi làm việc ấy, sẽ đem đến cho họ cái nguồn năng lượng và thuận lợi trải dài trên con đường công danh và sự nghiệp của hai người mà thuộc cái mệnh này. Thưa quý vị, thì để chăm sóc cây kim tiền đúng thì cách tưới nước cho cây kim tiền cũng là điều quan trọng đấy, quyết định đến cái độ sống lâu của cây. Lượng nước tưới quá nhiều cũng sẽ làm cho cây bị úng rễ và dễ bị vi khuẩn. Đặc biệt đối với cây văn phòng thì việc tưới nước cần phải được tiết chế một cách tối đa, hoặc là một tuần một lần. Quý vị để trên trong cái không gian thờ cúng cũng vậy, nên là thường xuyên chúng ta chỉ dùng cái bình xịt chúng ta xịt đấy nhá, để cho cây được tốt lành và lên lá, nó thấm lên lá thôi và nó sẽ thấm thấu dần xuống dưới, chứ không nên gì đổ ồ ạt xuống, nó sẽ dễ bị úng và chết cây đó. Vậy nên từ giờ đến Tết, quý vị hãy tìm cho mình một cái cây kim tiền đặt ở trong nhà hoặc đặt ở không gian thờ cúng để mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ trong cái năm mới 2024, năm Giáp Thìn sắp tới đây. Đó là cây may mắn đầu tiên. Cây thứ hai mà quý vị nên tìm ngay để đặt trong cái không gian thờ cúng cũng như trên ban thờ hay là bài trí trong nhà mình ấy, đó là cây vạn lộc, giúp gia chủ phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì cây vạn lộc tượng trưng cho cái sự may mắn với rất nhiều cái màu sắc trên lá. Cây có tác dụng là trừ tà, đem lại cái vận may và sự thịnh vượng cho con người. Nó vừa là phong khí, dáng cây lại thể hiện cái sự mạnh mẽ, tràn ngập cái sức sống và cát tường cho cái người trồng cây. Cây thích hợp trưng bày ở các hộ gia đình có không gian nhỏ, hẹp, trong phòng làm việc hoặc là trong phòng thờ. Nó vừa sạch làm sạch không khí, nó lại vừa gì tô điểm thêm cái màu sắc cho không gian sống. Vì cái ý nghĩa may mắn và tài lộc thì cây được sử dụng làm quà biếu trong các dịp lễ Tết đó, hoặc là gì trong cái cuộc buổi khai trương đó. Trong phong thủy, màu đỏ là cái sắc màu của sự may mắn, là cái cơ hội tốt đẹp. Cây vạn lộc với cái sắc lá đỏ hồng, vì vậy tượng trưng cho cái điểm lành, giúp gia chủ gia tăng cái vượng khí, hút cái năng lượng tích cực đến cho những người được trồng cây. Theo người xưa thì cây còn có tác dụng là trừ tà, đem lại may mắn và thịnh vượng cho con người, nên là gì có thể bày ở vị trí tài vị của văn phòng, cái vị trí tài lộc của mình ấy, hoặc là phòng khách hoặc là phòng làm việc. Nó sẽ mang lại cái may mắn và tài lộc, hạn chế những điều xui rủi trong cuộc sống và trong kinh doanh. Đồng thời, đúng với tên gọi của nó, cây vạn lộc sẽ đem đến trăm ngàn cái tài lộc cho gia chủ. Những người trồng cây này thì về đường tài lộc sẽ được hanh thông, phát tài phát lộc, tiền tài thì dồi dào và gia sản thì phú quý. Vạn lộc ra hoa là một cái tin tốt, báo hiệu một cuộc sống phú quý giàu sang. Hoa nở thì gì? Nó sẽ mang lại cái hạnh phúc đấy. Cây vạn lộc thì hợp mệnh gì? Thưa quý vị, cây vạn lộc thì màu sắc của nó là chủ đạo là màu hồng, màu đỏ, nên là phù hợp với những người mệnh hỏa và những người mệnh thổ. Đây là cái màu sắc bản mệnh của cái cây này. Người mệnh hỏa có tính cách là nồng nhiệt, sôi nổi và ấm áp như cái ánh lửa vào giữa đêm đông. Họ tự tin và thích dấn thân vào những cái thứ mạo hiểm, rủi ro để đạt được cái mục đích sống như mong muốn. Đường tài vận, công danh, sự nghiệp của những người mệnh này cũng rất thuận lợi và êm đẹp. Nhưng về khía cạnh nào đó thì vì quá cuồng nhiệt nên họ lại dễ bốc đồng với đồng nghiệp, hay là gì với bạn bè, hay là với những người trong gia đình. Lửa có thể thiêu cháy mọi thứ, làm mọi thứ bị lụi tàn. Lửa cũng có thể là thiêu hủy tiền tài, danh vọng. Nên những người có mệnh hỏa ấy, có khả năng kiếm tiền nhưng mà tiêu xài cũng rất hoang phí, dẫn đến là gì lúc nào cũng trong cảnh túng thiếu. Nói chung ấy, khi trồng cây vạn lộc ấy, thì quanh năm cây vạn lộc sẽ mang lại may mắn với những người mệnh hỏa, giúp cho họ thăng tiến trong cái sự nghiệp. Cây đỏ gặp mệnh hỏa là lưỡng hỏa thành viên, tạo nên một cái sức nóng mãnh liệt sẽ không ai bị kịp đó. Hỏa lưỡng hỏa hỏa diệt, nên là người mệnh này khi trồng cây vạn lộc cần phải chú ý chọn chậu màu trắng, màu xanh dương hoặc là gì màu đen để khắc chế bớt. Tuy nhiên cái màu sắc của chậu không được lấn át cái màu nổi bật của cây, vì sẽ phạm phải những cái đại kỵ trong phong thủy. Thì ngoài ra ấy, những người mệnh hỏa theo ngũ hành tương sinh thì mệnh thổ cũng là khá phù hợp. Thì để trồng cây này, những người mệnh kim và mệnh mộc thì tuyệt đối không nên trồng cây vạn lộc, vì nó sẽ gặp những chuyện xung khắc. Quý vị có thể chọn cây khác cắt lành hơn. Riêng về với những người mệnh thủy, nếu mà muốn trồng cây vạn lộc ấy, thì quý vị nên sử dụng cái chậu thủy sinh nhé, để trang trí vài thêm một viên xoài trắng nữa thì nó cũng mang lại cái sự may mắn và đẹp đẽ, sạch sẽ trong không gian thờ cúng cũng như là trên không gian sống của chúng ta. Về cách chăm sóc cây vạn lộc thì cây vạn lộc chịu được cái độ sáng đấy, độ chiếu sáng là tối đa là 50%.
Nếu mà vượt quá ngưỡng này thì tình trạng lá đốm sẽ xuất hiện, lá khô, héo, dẫn đến là chết cây. Độ ẩm phù hợp nhất là 50-70%, cây sẽ sinh trưởng bình thường và phát triển khá là tốt. Khi có sự thay đổi về nhiệt độ đột ngột, cây sẽ bị căng thẳng và dẫn đến là kém phát triển, còi cọc. Cây hút nước mạnh nên là quý vị nên tưới nước vào mỗi ngày vào buổi sáng sớm và buổi chiều muộn, mỗi ngày ít nhất 1-2 lần. Đó. Vì là loài cây lá có nhiều màu sắc khác nhau, có nhiều sắc tố khác nhau, nên nơi đặt chậu ấy cần ít nhất 2-3 giờ ánh sáng tự nhiên. Khi mà trưng cây trong cái phòng ấy thì quý vị nên mang cây ra phơi nắng ít nhất 1 tuần 1 lần nếu mà để cây ở phòng lạnh, để cho cây luôn được tươi tốt và mang lại được cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đó là cây thứ hai, đúng không? Và cây thứ ba chúng ta xét đến đó là chính là cây phú quý. Cây phú quý mang đến cái sự giàu sang nhung lụa cho gia chủ. Thưa quý vị, từ giờ đến Tết thì quý vị hãy chọn cho mình một cây phú quý trưng trong nhà hoặc là trưng trong không gian thờ cúng. Theo quan niệm của phong thủy, cây phú quý sẽ mang lại cái sự may mắn, giàu sang, phú quý. Đúng như cái tên gọi của nó, cây phú quý thì có thân màu trắng hồng, lá màu xanh bóng, đôi khi nó ửng vàng, viền ngoài của lá có màu đỏ chạy bao quanh, mang cái ý nghĩa của sự giàu sang và ý thức cầu tiến trong cuộc sống. Trên thế giới, tên khoa học của cây phú quý có nguồn gốc từ Hy Lạp, mang ý nghĩa là sáng, đẹp. Còn ở phương Đông, gọi cây này là cây phong thủy. Cây phú quý mang cái ý nghĩa may mắn, tốt lành. Vì vậy, cây phú quý được nhiều người lựa chọn, trồng và mua tặng nhau trong những dịp lễ Tết, giỗ chạp hoặc là những dịp mừng thọ, mừng khai trương, với lời chúc là phú quý thịnh vượng cho gia chủ. Xét về mệnh ấy, thì cây phú quý có màu đỏ được xếp vào hành hỏa. Theo quy luật tương sinh ấy, thì cái ngũ hành của cây ấy, thích hợp với những người thuộc hành hỏa hoặc là hành thổ, vì là hỏa sinh thổ. Có rất nhiều người, đặc biệt là dân kinh doanh ấy, rất quan tâm đến cái yếu tố phong thủy trước khi quyết định trưng bất kỳ cái cây nào trong nhà, bởi họ tin rằng nó sẽ làm mình may mắn hoặc là lụi bại. Cách chăm sóc cây cũng khá đơn giản đấy. Quý vị cung cấp cái ánh sáng đầy đủ cho cây phú quý. Nói chung cây phú quý thì cũng thuộc cái dòng cây mà ưa bóng râm. Nó sống tốt ở dưới ánh sáng khuếch tán hoặc là trong cái điều kiện ánh sáng đèn huỳnh quang thì nó cũng sống được. Do đó, người ta thường trồng cây phú quý trong nhà hơn là ở ngoài vườn. Tuy thế, để cây có màu lá đẹp thì một tuần quý vị cũng nên là mang ra phơi nắng 1-2 lần. Đấy. Vào cái buổi sáng sớm trước 10 giờ sáng, tuyệt đối tránh cái ánh nắng gay gắt vào buổi trưa vì có thể sẽ làm cháy lá cũng như là làm chết cây. Thì ngoài cái ánh sáng ra ấy, thì cũng cần lưu ý đến cái nhiệt độ và cái độ ẩm của môi trường trồng cái cây phú quý. Cây vẫn sống tốt trong cái môi trường điều hòa với cái nhiệt độ lý tưởng từ 15-30°C. Nhiệt độ cao quá hoặc thấp quá thì cây cũng khó có thể phát triển được. Quý vị tránh trồng cây ở nơi có lửa hoặc là nhiệt độ cao như là gần bếp nấu v.v. Về việc bổ sung dinh dưỡng cho cây thì dù bạn trồng cây phú quý ở trong đất hay là trồng cây phú quý thủy sinh thì cũng cần bổ sung dinh dưỡng cho cây định kỳ. Đối với cây phú quý trồng ở đất thì quý vị có thể là sử dụng phân bón NPK để chúng ta bón cho cây hoặc là tưới cho cây. Đó. Còn cây phú quý trồng thủy sinh thì quý vị cũng nên là một tuần nhỏ một ít dung dịch chất dinh dưỡng để cho cây phát triển được tốt hơn. Đó là 4 loại cây mang lại may mắn tài lộc mà từ giờ đến Tết quý vị nên tìm để trưng trong nhà cũng như là đặt trong cái không gian thờ cúng để cho được may mắn và bình an. Quý vị thân mến, mỗi gia chủ mang một con giáp cùng mệnh khác nhau sẽ hợp với một hoặc là một vài loài cây phong thủy khác nhau, và để giúp hỗ trợ cho cái thiếu sót của mình đấy, bổ sung cái vượng khí và nâng cao cái tài lộc may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Đồng thời, cây phong thủy hợp tuổi còn giúp phát huy cái điều tích cực của bản thân đấy. Trong phần tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những loại cây có tác dụng tuyệt vời giúp chiêu dụ cái tài lộc và có ý nghĩa may mắn trong phong thủy. Xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thứ tư là cây phát tài. Thưa quý vị, mang đến cái sự đại cát đại lợi thì cây phát tài hay là còn gọi là cây phát dụ ấy, là cái loài cây có sức sống mãnh liệt. Nó phát triển được trong nhiều cái điều kiện môi trường khác nhau, thậm chí là cả những môi trường khắc nghiệt thì thân cây vẫn luôn giữ được cái dáng đứng thẳng và hiên ngang. Do đó, cây được ví như cái nguồn năng lượng mạnh mẽ, bất diệt để mang lại tiền tài và may mắn cho cuộc sống của gia chủ. Thưa quý vị,
năm yếu tố trong ngũ hành mà một cây phát tài cần có, đúng không? Thì để phát tài đem lại được cái sự may mắn cho gia chủ, thì ngoài cái sự thành tâm của gia chủ ấy, cũng cần phải chú ý đến các yếu tố như sau. Và để cây phát tài được mang lại được đầy đủ cái may mắn, cái tài lộc, cái thịnh vượng, thì chúng ta cũng cần phải đáp ứng đầy đủ cái yếu tố ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, như là trồng cây, trậu cây, chế độ chăm sóc, nước bón như thế nào, đúng không? Vân vân đó. Sau đó, cái việc chọn cây hợp tuổi là rất quan trọng. Với cây phát tài như vậy thì trong phong thủy, cây phát tài là cây phong thủy hợp với những người tuổi Tuất. Khi mà trồng cây này thì sẽ mang lại những cái điều may mắn, êm ấm và hạnh phúc cho những gia đình có người tuổi Tuất. Với bản thân những người tuổi Tuất thì họ còn nhận được cái sự may mắn về con đường sự nghiệp. Còn nếu mà kinh doanh thì sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió. Vị trí đặt cây phát tài hợp phong thủy thì ngoài việc quan tâm đến cái con giáp hợp tuổi với cây, các bạn cũng nên tìm cái vị trí đặt cây ở đâu để chiêu tài lộc, chiêu may mắn. Dẫu biết rằng cái thành công trong cuộc sống chủ yếu là dựa vào cái năng lực của bản thân, nhưng mà không thể nào mà thiếu đi một chút cái may mắn. Và ai cũng mong muốn nhận được cái sự may mắn đến về phía mình. Với những người làm văn phòng thì người ta sẽ đặt cây ở vị trí bàn làm việc, để mỗi ngày nhìn ngắm cây sẽ giúp họ tự tin hơn về một ngày may mắn đang ở bên cạnh họ. Gia chủ thường đặt cây ở hành lang hoặc là ở phòng khách, ở nơi tâm linh trong ngôi nhà, hoặc là ở trung tâm của ngôi nhà, để thu hút cái sự may mắn về những cái thành công cho những thành viên trong gia đình. Về cái hướng đặt cây thì khi mà lựa chọn đặt cây thì các bạn nên chọn đặt cây ở vị trí đông nam. Bởi theo quan niệm phong thủy, cây thuộc hành mộc, nếu mà đặt ở hướng này thì sẽ giúp mang lại cái may mắn cho cái không gian nó được bình yên, đem tiền bạc, hạnh phúc, tài lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần của gia chủ cũng luôn được thoải mái, thư thái và có năng lượng dồi dào. Còn khi các bạn đặt cây ở hướng bắc nó sẽ giúp cho cuộc sống, công việc gặp nhiều cái may mắn thuận lợi, suôn sẻ, bình an. Cây không thích hợp đặt ở hướng tây vì hoặc là hướng tây nam, là hai hướng này thuộc kim thì nó sẽ không tốt. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên đặt cây ở vị trí thoáng mát, nơi có nhiều cái ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, bạn không nên đặt cây ở nơi có quá nhiều ánh sáng mặt trời, nó sẽ làm cho cây bị héo úa. Quý vị cũng nên đặt cây ở những nơi sạch sẽ, tránh những cái nơi có mùi hôi, mùi hám, như là gần máy giặt, gần tủ lạnh, vân vân. Đó. Thưa quý vị, như vậy là trồng cây phong thủy là một chiếc bí quyết quan trọng để ngôi nhà có được cái vận khí, vượng khí ngập tràn và may mắn, tài lộc nó ùn kéo đến, giúp cho các bạn có được cái tâm trạng là tích cực và luôn tỏa ra cái năng lượng tích cực, sẵn sàng chinh phục những cái thử thách trên con đường làm giàu của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.